Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, những vi phạm xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn không chỉ gây thiệt hại cho nhà nước mà còn kéo theo loạt cán bộ nhúng chàm. Đáng chú ý, tại Quảng Ngãi, với dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, này là đường trường xa, chỉ dài gần 9 km nhưng đủ để đưa một loạt cán bộ của tỉnh này vướng vòng lao lý. 9 km đường đường nguyên bí thư và nhiều cán bộ tỉnh Quảng Ngãi vào trại giam. Ngày 27 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư tỉnh Ủy Quảng Ngãi về tội nhận hối lộ. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, ông Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường Bờ Nam Sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, ngày 7 tháng 3, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi. Ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, còn có một số cán bộ bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Con đường dài gần 9 km, đầu tư hơn 999 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước vào thời điểm năm 2012 đến 2015, con số gần nghìn tỷ đồng là rất lớn. Dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, này là đường Trường Sa, là công trình giao thông động lực phát triển đô thị tỉnh Quảng Ngãi, hướng về phía biển, tạo động lực phát triển kinh tế. Ngày 30 tháng 5 năm 2012, ông Cao Khoa, khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ký quyết định số 793, quy đề UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường bờ Nam sông Trà Khúc. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 999 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước, kinh phí xây dựng 747 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 đến 2015. Dự án đã hoàn thành và công trình đã đưa vào sử dụng năm 2016 tiền đâu để hậu pháo đưa hối lộ cho những cán bộ này. Đương nhiên, không phải hậu rút tiền túi ra để hối lộ, mà lấy mỡ nó, dán nó, hoặc như dân gian nói, thả con tép, bắt con tôm. Mỡ chính là số tiền nhà nước chi cho dự án, dùng để dán những cán bộ không kiềm chế được lòng tham. Muốn có tiền chia chác nhau, chỉ có hai cách là nâng tổng số vốn đầu tư dự án lên thật cao rồi rút ruột công trình, Dự án do những người đứng đầu tỉnh Quảng Ngãi vào thời điểm đó phê duyệt, quyết định cán bộ cấp dưới tham gia, cấu kết với tập đoàn Phúc Sơn tạo thành nhóm lợi ích. Một nhóm lợi ích có quyền lực ở một địa phương như vậy, việc gì mà không làm được. Nhưng lưới trời lồng lộng là vậy, câu chuyện của nhóm lợi ích liên quan đến dự án này hơn 10 năm trước, tưởng chừng như đã bị đào sâu chôn chặt, nhưng rồi cây kim trong bọc có ngày lòi ra những cán bộ lãnh đạo là bí thư, chủ tịch phải rơi vào vòng lao lý. Liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn, chỉ với dự án 9 km đường, cho thấy hoạt động xây dựng hạ tầng giao thông là miếng bánh quá lớn cho các nhóm lợi ích. Có bao nhiêu con đường, cây cầu trên đất nước này đã bị các nhóm lợi ích sâu xé. Quan sát những con đường tan nát ngay sau khi nghiệm thu sẽ thấy được sự thật ở đằng sau nó. Những ai đã từng nhúng tay vào các nhóm lợi ích này, đừng tưởng rằng đã thoát. Hãy nhìn những cán bộ lãnh đạo của tỉnh Quảng Ngãi phải tra tay vào còng để mà sợ. Về hưu cũng đừng tưởng đã hạ cánh an toàn. Còn những ai đang đường trước, có quyền quyết định các dự án đầu tư. Hãy xem vụ án này là bài học lớn cho quan lộ. Chọn con đường thanh liêm hay chọn con đường vào trại tạm giam tiểu sử của nguyên bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ vừa bị bắt về tội nhận hối lộ. Ông Lê Viết Chữ sinh ngày 20 tháng 1 năm 1963, quê ở xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Ông Chữ vào đảng năm 1994. Trình độ lý luận chính trị, cao cấp, trình độ chuyên môn, kỹ sư hàng hải. Năm 1997, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Năm 2005, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 9 năm 2010, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Tháng 6 năm 2011 đến tháng 3 năm 2013, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011 đến 2016. Tháng 3 năm 2013, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đến tháng 8 năm 2013. Tháng 7 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015, Phó Bí thư Quảng Ngãi, khóa 18, nhiệm kỳ 2010 đến 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011 đến 2016. Đến tháng 9 năm 2015. Tháng 6 năm 2015 đến tháng 6 năm 2020, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, khóa 18, nhiệm kỳ 2010 đến 2015 và khóa 19 nhiệm kỳ 2015 đến 2020. Tháng 9 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 đến 2016. Tháng 1 năm 2016, ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 Ngày 16 tháng 6 năm 2020, bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì phải chịu trách nhiệm chính về vi phạm, khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2010 đến 2015, 2015 đến 2020 và của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 đến 2016. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Lê viết chữ đã nhận tiền của hậu pháo để giúp tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu dự án này. Thời điểm này, ông Lê viết chữ là giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi và là phó chủ tịch tỉnh này. Cũng liên quan dự án trên, trước đó, 5 cán bộ khác của tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này có ông Đặng Văn Minh, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu chủ tịch tỉnh cùng ba người là cựu phó giám đốc và trưởng phòng cấp sở của địa phương. Cũng liên quan đến dự án này, trước cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, dư luận đã được phen xôn xao trước thông tin Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Lê Duy Thành, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bị khởi tố do liên quan đến sai phạm của tập đoàn Phúc Sơn. Đang nói hơn, số tiền mà bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận của hậu pháo, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn không hề nhỏ. Số tiền hối lộ các cựu quan chức nhận từ tập đoàn Phúc Sơn Theo đó, vào sáng 26 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an đã chủ trì họp báo thông qua tình hình kết quả công tác quý 1 năm 2024. Nhắc tới vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Hậu, tức hậu pháo và đồng phạm, thực hiện xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, Trung tướng Tô Ân Sô đánh giá nhiều cán bộ đã nhúng chàm vì gặp phải viên đạn bọc đường. Trong khi đó, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an C03, đánh giá đây là một vụ án lớn xuất hiện một dạng tội phạm mới rất nguy hiểm. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho hay, thông qua điều tra vụ án, lời khai của một số bị can trong vụ án liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn, chúng tôi thấy Nguyễn Văn Hậu đã có những hành vi chi phối lũng đoạn gây áp lực ép một số bị can nguyên là ủy viên, ban thường vụ, thậm chí là thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi. Để làm được việc này, họ đã lợi dụng các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn để thực hiện. Bộ Công an coi hành vi này là rất nguy hiểm, là một dạng tội phạm mới, không chỉ gây thiệt hại đối với tài sản của nhà nước và của nhân dân, mà còn ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị, làm xấu hình ảnh của đảng, của chính quyền nhân dân. Về tội danh, ông Thành cho hay hiện đã khởi tố 4 tội danh, trong đó có tội nhận hối lộ đối với hai bị can mà báo chí hỏi. Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Lê Duy Thành, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bị khởi tố tội nhận hối lộ. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ kết luận số tiền khi có đầy đủ căn cứ. Nhưng Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định, đến thời điểm này đã làm rõ hai bị can đã nhận số tiền tương đối lớn, hàng tỷ đồng các bị can đã khai nhận và nộp lại cơ quan điều tra. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin thêm, hậu khai đưa tiền chuyển tiền cho nhiều người trong đó có Đặng Trung Hoành, chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, hậu đã chuyển cho Hoành 64 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích cá nhân. Trước đó ông Đặng Trung Hoành bị khởi tố bắt tạm giam về tội danh lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Kết quả điều tra đến nay xác định bị can Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Lê Duy Thành, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhận số tiền hàng tỷ đồng. Bước đầu, cả hai bị can đã khai nhận và nộp lại tiền nhận hối lộ cho cơ quan điều tra. Không chỉ Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành mà hậu pháo còn bắn viên đạn bọc đường vào nhiều nhân vật khác, trong đó có cựu lãnh đạo của tỉnh Quảng Ngãi. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu Chứng cứ đối với các sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Trước đó, tại buổi họp báo thường kỳ của chính phủ vào đầu tháng 3 vừa qua, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết trong quá trình điều tra bước đầu, xác định tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004. Ban đầu chỉ là một công ty vừa phải hoạt động ở cấp huyện trong lĩnh vực xây lắp. Tuy nhiên, từ năm 2015, công ty đã phát triển mạnh mẽ, nhận được nhiều dự án từ khu vực Bắc đến Nam. Hiện tại, công ty này đã có 21 dự án với tổng mức đầu tư trên 40.000 tỷ đồng. Trong quá trình xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra phát hiện công ty đã gian lận sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế gây thiệt hại cho nhà nước lên đến 640 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty này hiện còn nợ hàng chục ngàn tỷ đồng tiền thuế. Bên cạnh đó, còn nhiều dự án bất động sản của công ty chưa đáp ứng đủ điều kiện bán. Bổ sung thêm tại họp báo, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành là người trực tiếp thụ lý vụ án. Qua vụ án, đồng chí Thành đã chỉ ra loại tội phạm mới để cảnh tỉnh phòng người chung là sử dụng mối quan hệ thân thiết với người có quyền hạn chức vụ cao để gây tác động, ảnh hưởng đến chính quyền cơ sở nhằm trục lợi. Có thể nói đây là loại tội phạm tấn công bằng đạn bọc đường. Mà người bị tấn công không nhận ra, để lượng đường trong máu cao gây ra suy giảm miễn dịch, mất sức đề kháng. Bất cứ ai đã nhận tiền của hậu pháo, không trước thì sau cũng phải nộp lại đủ. Kể cả những người chưa bị lộ, cũng nên tự thú và nộp lại tiền nhận hối lộ vì chắc chắn không tránh được lưỡi pháp luật. Gần đây, nhiều vụ án được khởi tố các bị can ngay lập tức nộp lại tiền. Đây cũng là điều mà người dân mong muốn. Trước hết phải thu lại được số tài sản mà các bị can có được do tham nhũng nhận hối lộ. Phải tịch thu các loại tài sản do phạm tội mà có để bù đắp phần nào thiệt hại của nhà nước, của nhân dân. Không chỉ với số tiền tự khai và nộp ban đầu, trong quá trình điều tra, xét xử cần phải làm rõ thêm các loại tài sản khác nếu có chứng cứ về tham nhũng, nhận hối lộ phải làm rõ và xử lý theo pháp luật. Triệt phá tội phạm tham nhũng phải tận gốc. Gốc ở đây chính là tịch thu hết tài sản tham nhũng, nếu chỉ xử phạt tù mà không thu hồi được tài sản thì công cuộc phòng chống tham nhũng chưa thực sự thành công. Hiện vụ án của tập đoàn Phúc Sơn vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ, đối với các cựu lãnh đạo nhúng chàm, cơ quan chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra triệt phá những mầm móng làm ảnh hưởng đến đất nước nhân dân. Cận cảnh 5 dự án nghìn tỷ của tập đoàn Phúc Sơn ở Vĩnh Phúc Tập đoàn Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị trước khi bị Bộ Công an điều tra đã sở hữu hàng chục dự án với tổng mức đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, trải dài nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tại Vĩnh Phúc, quê nhà của Hậu Pháo và cũng là nơi đăng ký kinh doanh của tập đoàn Phúc Sơn có 5 dự án nổi bật gồm trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường, khu đô thị mới tứ Trưng, Vĩnh Tường, dự án đầu tư và nâng cấp đê tả sông Hồng và công viên nghĩa trang Thiên An Viên. Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn. Với tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 1.668 tỷ đồng, Khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 2 nằm trong danh sách các dự án chậm tiến độ được tỉnh Vĩnh Phúc công khai. Theo giấy phép chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án phải hoàn thành vào cuối năm 2021. Tổng quy mô dự án là hơn 127 ha, trong đó giai đoạn 1 có diện tích khoảng 15,5 ha, giai đoạn 2 có diện tích khoảng 111,8 ha, quy mô dân số dự kiến cả hai giai đoạn là 15.788 người trong đó giai đoạn 1 được phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 12 năm 2009. Sau đó, đã trải qua 3 lần điều chỉnh quy hoạch vào tháng 9 năm 2012, tháng 4 năm 2014 và tháng 12 năm 2016. Sau khi điều chỉnh quy hoạch, diện tích đất ở thương mại dự án tăng, diện tích đất nhà ở liên kề giảm, diện tích đất nhà ở có sân vườn tăng do cơ cấu lại sử dụng đất tổng diện tích tăng 1.624m2 do lấy vào phần diện tích của giai đoạn 2 để đảm bảo các lô đất ở nằm trọn vẹn trong phạm vi giai đoạn 1 của dự án. Giai đoạn 2 của dự án được duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 7 năm 2013, sau đó điều chỉnh quy hoạch vào tháng 4 năm 2014. Sau điều chỉnh, diện tích đất công cộng giảm, diện tích đất cây xanh mặt nước giảm, tăng diện tích đất giao thông và bãi đỗ xe. Diện tích đất ở tăng do không còn quy hoạch đất dịch vụ quy hoạch thêm trên phần đất ngoài chức năng nhà ở đô thị và dịch vụ thương mại, loại bỏ phần đất diện tích 29.401m2 ra khỏi phạm vi dự án, gồm đất cơ quan hiện có, đất nghĩa trang hiện có, đất giao thông và đất dân cư hiện trạng. Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường Một trong những bất động sản nghìn tỷ nữa của ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, đó là dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, Dự án này ban đầu do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Đến năm 2019, dự án đã được chuyển nhượng cho Tập đoàn Phúc Sơn. Hiện nay, dự án đã trải qua tổng cộng 4 lần điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, vẫn trong cảnh hoang vắng. Tổng diện tích của dự án này trên 186 ha, thuộc địa phận ba xã Lũng Hòa, Tân Tiến và Yên Lập, thuộc phía Tây, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, phần đô thị có diện tích gần 93 ha, phần chợ, kho vận chuyển có diện tích hơn 61 ha. Dự án nằm xuyên qua khu đất có tuyến đường quốc lộ 2 chạy qua, là một phần của dự án mở rộng đường quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên Việt Trì đang triển khai. Dự án này từng có giai đoạn khiến nhiều người chú ý vì giá bán sang tay lên tới 30 cho đến 60 triệu đồng một mét vuông, thời điểm chưa được bán, chỉ ký hợp đồng góp vốn. Đến nay, những người chót đầu tư vào dự án này đang đứng ngồi không yên. Khu đô thị mới Tứ Trưng, Vĩnh Tường Khu đô thị mới Tứ Trưng, Vĩnh Tường là một trong số các dự án khủng của tập đoàn Phúc Sơn ở Vĩnh Phúc. Dự án có diện tích 30,2 ha, trong đó đất ở là 12,6 ha, đất công trình dịch vụ thương mại là 1.384 m2, với tổng số 400 căn liền kề, biệt thự, shop house, căn hộ, vào tháng 6 năm 2021, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã cấp giấy phép xây dựng và giao đất đợt 1 để thực hiện dự án. Trước đó, tháng 4 năm 2022, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đã cảnh báo dự án khu đô thị Tứ Trưng, Vĩnh Tường thuộc huyện Vĩnh Tường là dự án chưa được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở. Sở Xây dựng Vĩnh Phúc cũng khuyến cáo người dân không tham gia giao dịch đối với các bất động sản chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong năm 2023, ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án khu đô thị tứ trưng Vĩnh Tường của tập đoàn Phúc Sơn. Lần điều chỉnh này đã cập nhật tổng vốn đầu tư dự án thành 1.934 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 703 tỷ đồng, còn vốn huy động 1.231 tỷ đồng, bắt đầu huy động từ khi sử dụng hết vốn chủ sở hữu vốn góp vào quý I năm 2022. Sau điều chỉnh, tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở tại các vị trí phải xây dựng trước khi chuyển nhượng, xây dựng nhà hỗn hợp và xây dựng công trình hạ tầng xã hội trước quý 2 năm 2025. Dự án hoàn thành đi vào hoạt động trong quý 2 năm 2025. Công viên Nghĩa Trang Thiên An Viên Năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV đầu tư bất động sản Phúc Sơn thuộc công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận đầu tư xây dựng công viên Nghĩa Trang Thiên An Viên Thiên An Viên được xây dựng trên diện tích hơn 118 ha, chủ yếu là diện tích đất đồi núi bạc màu tại phường Khai Quang, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên và một phần đất xã Kim Long, huyện Tam Dương. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.492 tỷ đồng. Thiên An Viên được quảng bá là dự án công viên Nghĩa Trang có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, dự án này qua gần 10 năm hiện trạng vẫn là khố đất hoang. Tuyến đê nghìn tỷ hơn 10 năm vẫn giang dở của tập đoàn Phúc Sơn Tuyến đê tả sông Hồng đoạn từ xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường đến xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc là tuyến đê cấp 1, có chiều dài 28,77 km. Đây là tuyến đê bảo vệ toàn bộ vùng đồng bằng phía nam của tỉnh Vĩnh Phúc. Hệ thống đê tả sông Hồng và các công trình phụ trợ được khai thác đã nhiều năm, qua nhiều thời kỳ nên xuống cấp. Ngày 20 tháng 6 năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng, kết hợp làm đường giao thông đoạn từ km 0 đến km 17 950 thuộc địa phận huyện Vĩnh Tường. Dự án do Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường làm chủ đầu tư. Tổng dự toán được duyệt là 1.492 tỷ đồng. Trong đó, bồi thường giải phóng mặt bằng 110 tỷ đồng, xây lắp 1 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác. Theo thiết kế được duyệt, Dự án đầu tư xây dựng cải tạo và nâng cấp trên nền đê hiện có sẽ được đắp đất mở rộng mặt cắt và nắn chỉnh, xử lý một số vị trí nền đê yếu bằng cọc đất, mặt đê với hai làn đường rộng 23,5m, đổ bê tông xi măng. Dự án này được triển khai làm 3 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu số 1 và 3 do công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn thi công, gói thầu số 2 do liên danh công ty Quảng Lợi và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hải Dự Hưng thi công. Dù được triển khai từ năm 2011 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2013, nhưng đến nay công trình vẫn giang dở. Hiện nhiều khu vực trên tuyến đê còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, rác thải. Công trình chậm tiến độ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Ngày nắng thì bụi mù, ngày mưa thì lầy lội, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trong khu vực. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường cho biết, dù đã kiến nghị lên hội đồng nhân dân tỉnh nhiều năm nay nhưng phía đơn vị thi công vẫn bỏ giữa chừng do hết kinh phí việc dừng thi công khiến đê và mặt đường bị ảnh hưởng rất nhiều do ngấm nước về phần đê vẫn đang còn dở dang ở địa phận xã phú đa ông lê nguyễn hải trung chủ tịch ủy ban nhân dân huyện vĩnh tường cho hay Phần D đã được hoàn thành và đã được đưa vào nghiệm thu hiện tại đang được bàn giao để đưa vào sử dụng. Phần D được bớt lại đoạn phúc đa, nguyên do là thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc cắt giảm khối lượng công trình đảm bảo việc tiết kiệm. Khi nào mật độ giao thông cao sẽ tiến hành đổ nốt phần đề ấy. Hiện nay, công trình đã hoàn thành theo hồ sơ thiết kế. Hai khu đô thị của tập đoàn Phúc Sơn ở Nha Trang bỏ hoang, bò vào gặm cỏ. Khu đô thị Phúc Khánh 1 được tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận lần đầu năm 2014 cho tập đoàn Phúc Sơn đang trên diện tích 12,6 ha ở xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang. Đến tháng 9 năm 2015, tỉnh Khánh Hòa có quyết định công nhận tập đoàn Phúc Sơn là chủ đầu tư dự án nói trên. Tuy nhiên, việc công nhận nói trên không được thực hiện qua đấu thầu, đấu giá theo quy định của pháp luật về nhà ở. Tháng 9 2021, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa mới phát hiện việc công nhận chủ đầu tư đối với dự án khu đô thị Phúc Khánh 1 là chưa phù hợp vì trung lập nội dung xác định chủ đầu tư. Từ đó đến nay, dự án khu đô thị Phúc Khánh 1 chưa được địa phương giao đất, cho thuê đất chưa xác định được giá đất. Một số vướng mắc pháp lý tương tự cũng đã xảy ra trong quá trình tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án khu đô thị Phúc Khánh 2, diện tích hơn 50 ha, xây tại vùng giáp giữa thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh. Tháng 3 2022, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã kết luận thủ tục về cấp giấy chứng nhận đầu tư. Công nhận chủ đầu tư của dự án khu đô thị Phúc Khánh 1 và Phúc Khánh 2 là chưa đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, chưa có sự trông chéo trong việc áp dụng luật đầu tư và luật nhà ở. Trong tháng 3 2024, tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo liên quan đến các dự án, công trình liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên của doanh nghiệp này. Địa phương đã giao cho sở kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ sở ban ngành làm việc với Tập đoàn Phúc Sơn, kiểm tra, giả soát các dự án công trình mà công ty này đang đầu tư hoặc thi công trên địa bàn. Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xác định rõ việc tiếp tục đầu tư, thi công của Tập đoàn Phúc Sơn đối với các dự án đang dân dở và khó khăn, vướng mắc hiện nay, đồng thời đề xuất phương án xử lý đối với các khó khăn vướng mắc tại các dự án công trình đang dân dở của Tập đoàn Phúc Sơn cận cảnh dự án đề nghìn tỷ hơn 10 năm vẫn đang sáng dở do tập đoàn Phúc Sơn thi công. Quý vị thân mến, tập đoàn Phúc Sơn vốn nổi tiếng với hàng loạt dự án có vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên, đa số đều chưa hoàn thành, chưa bàn giao và dính nhiều sai phạm. Tiêu biểu là tại tỉnh Vĩnh Phúc, tập đoàn này là chủ đầu tư của hàng loạt dự án lớn như khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, chợ đầu mối Vĩnh Tường, vân vân. Nhưng điểm chung dễ nhận thấy là các dự án này đều đang trong cảnh im lìm, hoang vắng. Đặc biệt là dự án đầu tư và nâng cấp đê tả sông Hồng với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng mà tập đoàn Phúc Sơn là nhà thầu chính đã triển khai hơn 10 năm nhưng đến nay vẫn sang dở. Cận cảnh căn biệt phủ của Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Trước đó vào ngày 26 tháng 2, Nguyễn Văn Hậu cùng ba cán bộ tập đoàn Phúc Sơn là Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc, Đỗ Thị Mai, kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết hạnh, kế toán viên và Trần Hữu Định, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Nam A Group, Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cặp bị can trên bị khởi tố đã có hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tài sản liên quan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước phạm vào khoản 3 điều 221 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt đệ theo đúng quy định của pháp luật. Được biết, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu có biệt danh là Hậu Pháo, sinh năm 1981, trú ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, trong khi quê gốc ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo người dân huyện Vĩnh Tường, Nguyễn Văn Hậu có tuổi thơ đầy vất vả, từng làm chân vịt để phụ giúp gia đình. Trước khi bước vào thương trường, ông chủ tập đoàn Phúc Sơn có giai đoạn kiêm cả nghề chạy xe ngựa. Sau đó, Nguyễn Văn Hậu quyết thoát khỏi lũy trẻ làng gây sự cơ nghiệp. Khi đã lập nên cơ nghiệp như hiện nay, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn quay về quê nhà, xây dựng nên cơ người quỳ ngà, hoành tráng. Nhìn từ bên ngoài, căn biệt phủ lưng lẫy hiện ra được bao quanh bởi bức tường giáo kiên cố cùng hệ thống an ninh trang trịt. Ngôi biệt thự nằm trên mặt đường quốc lộ 2C, mặt tiền kiên cố khiến cho những ai đi qua đây cũng phải ngớt nhìn. Ngoại thất bên ngoài được Nguyễn Văn Hậu xây dựng theo phong cách cổ điển với tường vàng và mái ngói xanh mát mắt. Cánh cổng nhà màu vàng, chạm khắc hoa văn phong phú chim nổi đi vào phía trong sân nhà. Hàng cây xanh được Chủ tịch Phúc Sơn trình bày tinh tế cùng với khoảng không, sân vườn, rộng sái và tráng lệ. Có thể nói căn biệt phủ có giá trị khổng lồ. Vậy nhưng từ những sai phạm của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu gây ra khiến cho dư luận đặt ra câu hỏi Liệu rằng căn biệt phủ kia có phải xây dựng nên từ tiền không chính đáng mà có? Hai dự án ở Vĩnh Phúc, tập đoàn Phúc Sơn đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Đi cùng với sự lớn nhanh như thổi, thắng thầu hàng loạt dự án nghiên tỷ của tập đoàn Phúc Sơn là hành vi đi đêm, nhận hối lộ cũng như là nhiều vi phạm khác của một số cán bộ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc. Đến nay có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Cụ thể, Phúc Sơn từ một doanh nghiệp có quy mô và năng lực phố huyện, cỡ nhỏ, Thành lập năm 2004, doanh thu 2014 đạt 100 triệu. Năm 2015, công ty Phúc Sơn phân mình mạnh mẽ, lớn nhanh như, như thổi, khi nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam, kịp đánh những trận đấu lớn trên thương trường kinh doanh cả nước. Thời điểm này, công ty Phúc Sơn tăng vốn điều lệ, cao gấp 12 lần, từ 129,7 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Giai đoạn sau, có thời điểm công ty này có vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng thắng thầu hàng loạt dự án từ Bắc vào Nam với con số hàng nghìn tỷ đồng, không kê khai và trốn thuế với số tiền khủng là những điều mà hầu như ai cũng được nghe bởi truyền thông, báo chí thời gian gần qua nói về doanh nghiệp này. Quá trình vân mình mạnh mẽ, công ty Phúc Sơn thực hiện 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, quy đất của công ty này lên đến hàng trăm hecta, chủ yếu ở Vĩnh Phúc và Nha Trang. Cụ thể, tại Vĩnh Phúc, công ty Phúc Sơn đã xây dựng các dự án như khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, huyện Vĩnh Tường với quy mô 130 ha, khu nhà ở 15 tầng cho người có thu nhập thấp tại thành phố Vĩnh Yên. Tại Khánh Hòa, công ty này thực hiện dự án khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ tài chính, dịch vụ nhà trang được xây dựng trên khu đất sân bay nhà trang cũ. Trong quá trình hoạt động, công ty Phúc Sơn có nhiều vi phạm quy định pháp luật. Xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra xác định công ty Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng, Công ty này cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế. Với nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán, chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường, công ty Phúc Sơn đã bán, thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Sau đó, ngày 26 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hậu. Bên cạnh đó, sự việc bành trướng do tập đoàn Phúc Sơn gây ra còn có sự tham gia đằng sau của các lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, việc bí thư và chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, Hoàng thị Thúy Lan và Lê Duy Thành với nguyên chủ tịch và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi vừa bị bắt tạm giam cho thấy những biểu hiện về sự gắn kết giữa các cá nhân với tập đoàn Phúc Sơn trong một quá trình dài đã lộ rõ. Khi vụ việc bị phanh phui mới lộ ra, vi phạm giữa các đối tượng này có từ khi ông Đặng Văn Minh làm giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và ông Lê Duy Thành, thời còn làm ở Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian qua, nhiều vụ việc cán bộ cấp cao, một số ủy viên trung ương, đại biểu quốc hội vi phạm pháp luật cũng khiến cho dư luận vỡ lẽ ra nhiều điều. Tuy nhiên, sai phạm của công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Công an công bố bằng chứng cũng gây choáng, sốc với nhiều người. Một tập đoàn để lại sự nhâm nhở, bề bộn của các dự án từ Bắc vào Nam, nợ tiền thuế, trốn thuế nhà nước. Các cơ quan cấp tỉnh quản lý bó tay, không kiểm kê, quản lý và giám sát được. Điều này cho thấy Phúc Sơn không khác gì là con bạch tuộc vươn vòi khắp nơi, lũng đoạn địa phương, địa bàn mà nó đi qua. Theo thông tin của Bộ Công an, cơ quan chủ quản không nắm được năng lực tài chính, không kiểm soát được tình hình hoạt động. Nói cái khác, đây là sự bất lực trước một thế lực có sự liên minh giữa những người đứng đầu tỉnh, đứng đầu chính quyền địa phương với doanh nghiệp hành vi nhận hối lộ trước đó của các vị quan chức là cái tất yếu này dẫn tới cái tất yếu kia. Hành vi nhận hối lộ góp phần không nhỏ dẫn tới sự yếu kém, coi thường cũng như sự trì hoãn và năng lực thực thi dự án của doanh nghiệp Phúc Sơn. Việc để hàng loạt các dự án sang dở khắp nơi chỉ là hệ quả của quá trình làm ăn hình thức, rút ruột của công. Trung tướng Tô Ân Sửa đã nói đây là xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và nhân dân. Trong giai đoạn quá độ hiện nay, người dân được chứng kiến sự bắt tay nhau của một số bộ phận cán bộ có chức có quyền và doanh nghiệp tư nhân. Tiếc rằng thời gian là câu trả lời cho tất cả. Quyền lực nhà nước là tập trung, thống nhất và có cơ chế kiểm soát quyền lực đang ngày càng hoàn thiện. Vi phạm dù ở cấp nào, địa vị nào khi có các chứng cứ phạm tội đều phải tước bỏ áo khoác quyền lực mà nhân dân đã trao gửi để bị điều tra, truy tố và xét xử. Cùng với sự tiến bộ xã hội, sự nghiêm minh của pháp luật, sân trời giữa các doanh nghiệp công tư đều là bình đẳng và minh bạch có thể thấy vụ án của tập đoàn phúc sơn gây thất thoát nặng nề tiền của ngân sách nhà nước gây nhiễu loạn thị trường kinh tế tiếp tay của một số lãnh đạo cũng đã gây nên hậu quả nghiêm trọng mọi sự đi đêm thiếu trong sáng sẽ bị trả giá dù là sớm hay muộn